Tôi là mập mập với cánh tay phải mạnh mẽ. Tôi đã thành lập làng Đông Miêu để bảo vệ động vật lang thang. Hôm nay trên đảo đang lắp đặt tháp tín hiệu. Tiểu Hắc, có mạng chưa? Chưa có mèo ơi. Bây giờ thì sao? Có một vạch tín hiệu rồi, có thể xem yêu thích được rồi. Âm thanh gì vậy? Có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống, là một con mèo màu xanh. Trên trời không có máy bay bay qua, nó rơi từ đâu xuống? Nó còn sống không? Dường như đã tắt thở rồi, không phải chết do bị rơi, mà là do bị thương trước đó. Trên người nó vốn dĩ đã có vết thương. Nhìn viên đá nó đeo đang phát sáng kìa. Ừm, không ổn rồi, mặt biến mất rồi. Ủa, đây là đâu? Mèo xanh đâu rồi? Mau giao nó ra. Chúng tôi thật sự không biết. Nó rõ ràng vừa biến mất ở gần đây. Các người chắc chắn nói dối. Chúng tôi chỉ sống ở gần đây, thật sự là không để ý. Nói gì nhiều, xử lý trước hai con đi. Con thứ ba chắc chắn sẽ khai thôi. Này, dừng lại. Ngươi là ai, muốn chết à? Mau mau thiết giáp. Khốn kiếp, ngươi chờ đó cho ta. Không sao rồi, các người mau đứng dậy đi. Trời ơi, ngươi dám đánh thiên binh. Còn thắng nữa. Tôi là mập mập, người thường không phải đối thủ của. Đợi đã, ngươi nói bọn họ là thiên binh. Đây là đâu? Đây là tiên giới. Ngươi chẳng lẽ là người từ bên ngoài đến? Tiên giới, ta đã chạm vào một viên đá bảy màu, đột nhiên xuất hiện ở đây. Đá bảy màu là đá giới chuyên dùng để xuyên qua tiên giới và nhân giới. Xem ra ngươi là mèo của nhân giới. Hóa ra đây chính là tiên giới trong truyền thuyết. Đây là núi mèo của tiên giới. Ngươi có thể sống ở đây. Không, ta vẫn trở về. Mọi người ở làng Đông Miêu đang đợi ta. Ngươi không thể trở về được, chỉ có thông qua viên đá giới mới xuyên qua được. Nhưng viên đá giới rất hiếm, chúng ta mèo thường không có tư cách để lấy được. Nhưng nó không phải là mèo bình thường, nó có thể đánh bại thiên binh. Đúng, nếu là ngươi, có lẽ có tư chất tu tiên. Tu tiên? Đại ca, nó ngay ở đó. Chết rồi, ngươi mau chạy đi. Ngươi chính là mèo cam mạnh mẽ đó sao? Biết hậu quả khi chọc giận thiên binh không? Ngươi là ai? Sao giọng lại khó nghe vậy? Mập, ngươi mau chạy đi. Hắn ta là đội trưởng tuần tra thiên binh ở khu vực này, là một người tu tiên, ngươi không thắng nổi hắn đâu. Thật không? Tôi không tin. Mèo con, ngươi biết ta ở cấp bậc nào không? Cấp bậc là gì? Cấp bậc là đẳng cấp tu tiên. Ở tiên giới, tất cả mọi người sinh ra đã là cấp 1, nhưng hầu hết mọi người không có tài năng tu tiên, cả đời đều dừng lại ở cấp 1. Một số ít người có thiên phú sẽ chọn tu tiên, thông thường 10 năm mới có thể đột phá luyện khí, cảnh giới đó là gọi là trúc cơ. Nói không sai, còn tôi chỉ mất vỏn vẹn 4 năm đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, là thiên tài tu tiên hiếm có, năm sau có thể đột phá lên kết đan rồi. Đừng nói nhảm nữa, chẳng phải mới chỉ là trúc cơ sao? Để ta xem ngươi lợi hại thế nào. Hừ, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ đối thủ của mình đáng sợ thế nào. Đỡ chiêu, ẩn khí bảo kích. Đợi đã, sao không bị thương chút nào? Chỉ có vậy thôi sao? Không thể nào, xem chiêu, thành chân chi trưởng. Mau mau cần thiết. Đội trưởng, ngươi. Núi mèo là do ta bảo vệ, hiểu chứ?